chào TV, xin chào Net Lớp. Trước tình hình người dân di chuyển tự phát từ các tỉnh miền Đông Nam Bộ và miền Tây tăng đột biến, ngày 2 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã có văn bản khẩn gửi Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, các Ủy ban Nhân dân quận huyện phối hợp với Sở Y tế kiểm tra, kích hoạt thêm các khu cách ly tập trung để sẵn sàng đón người lao động tự phát về quê. Trong những ngày qua, hàng ngàn người ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đã tự về Sóc Trăng. Riêng đêm 2 tháng 10 đã có trên 6.000 người, tiềm ẩn nguy cơ rất cao lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch có hiệu quả, bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu người dân hạn chế ra đường khi không thực sự cần thiết để tránh lây lan dịch bệnh. Cục Hàng không Việt Nam có công văn gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xin ý kiến về kế hoạch khai thác các đường bay nội địa thường lệ đi đến Hà Nội trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19. Theo kế hoạch của Cục Hàng không, từ ngày 5 tháng 10 sẽ khai thác 91 chuyến bay khứ hồi mỗi ngày giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ, Kiên Giang. Đây là một trong những đầu mối trong nước và quốc tế trọng điểm. Ông Đoàn Xuân Thành, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh cho biết, có khoảng 650 công dân của tỉnh Bắc Ninh sẽ được đưa trở về quê hương. Qua rà soát ban đầu, có khoảng 1.800 người dân có hoàn cảnh khó khăn, mong muốn được trở về địa phương. Tuy vậy, chỉ có khoảng 650 người có bệnh hiểm nghèo, phụ nữ đang có bầu, người có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi và có hoàn cảnh khó khăn, người trên 65 tuổi, người có công với cách mạng, trẻ em là được trở về quê trong 3 chuyến bay ngày 2 tháng 10. Quỹ Oswander Cross của Brazil ngày 2 tháng 10 đã công bố báo cáo, trong đó nhấn mạnh nạn phá rừng mưa nhiệt đới Amazon, khiến khu vực rừng rậm này đứng trước bờ vực trở thành vùng đồng cỏ savan với hệ sinh thái trạng cỏ, xen cây bụi. Dẫn đến việc hơn 12 triệu người sinh sống quanh khu vực rừng rậm Amazon có thể gặp rủi ro về sức khỏe do nắng nóng khắc nghiệt. Chúng ta xin chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình Saban Daily Soft News. Các bạn đừng quên tải ngay app Netlove để đón xem những chương trình hấp dẫn nha. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến ngay với những thông tin đáng chú ý tại Việt Nam, thế giới và Nhật Bản trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị cùng quan tâm theo dõi. Trưa ngày 3 tháng 10, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng cho biết, ông cùng lãnh đạo 12 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã kiến nghị đến tổ công tác đặc biệt của chính phủ, đề nghị tạm ngưng cho người dân tự về quê. Ông Lâu cho biết, thời gian tạm ngưng tiếp nhận là 15 ngày. Trong thời gian này, các địa phương chuẩn bị mọi mặt và lo chu đáo cho số bà con đã về. Sau khi ổn định, tỉnh sẽ xin tiếp ý kiến. Bắt đầu từ 0 giờ ngày 4 tháng 10, thành phố Phan Thiết sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 ở các xã, phường phía Nam ở sông Cà Ti, bao gồm Đức Thắng, Đức Nghĩa, Lạc Đạo, Đức Long, Tiến Lợi và một phần xã Tiến Thành. Phía bắc sông Cà Ti gồm phường Hưng Long và một phần phường Phú Tài, Phú Trinh, Bình Hưng. Các xã phường còn lại thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ và phong tỏa hợp lý những nơi có ca mắc COVID-19. Vào tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm vaccine mũi 1 cho gần như toàn bộ 322.000 công nhân lao động đang làm việc trong 18 khu chế xuất và khu công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay đã là tuần thứ 12 sau tiêm, nhưng hàng chục ngàn công nhân lao động hiện vẫn đang ở các tỉnh giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa thể tiêm mũi 2. Ông Nguyễn Văn Bé, Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là HBA, cho biết hiện nay có khoảng 43.000 công nhân lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp vẫn chưa được tiêm mũi 2 vaccine COVID-19. Đêm 2 tháng 10, rạng sáng ngày 3 tháng 10, Hà Nội bắt đầu đưa hơn 1.000 người liên quan tới chùm ca F0 Bệnh viện Việt Đức đi cách ly tập trung. Trong đợt này có 150 người. 7 chiếc xe buýt và hàng chục cảnh sát, công an, dân quân đã được huy động để phục vụ công tác đưa những người có liên quan tại Bệnh viện Việt Đức đi cách ly tập trung. Liên quan tới chùm lây nhiễm trên, ngành y tế Hà Nội đã lấy tổng cộng khoảng 7.260 mẫu, có kết quả xét nghiệm là 7.255 mẫu. Theo thống kê tới thời điểm hiện tại, thì số người về tỉnh An Giang đã lên trên 15.000 người. Còn ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho hay, tính từ ngày 1 tháng 10 đến nay, Đồng Tháp đã tiếp nhận trên 2.000 người về quê. Lãnh đạo hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp cho hay, địa phương bắt đầu quá tải. Hàng trăm trường học đã trở thành nơi tập kết hay khu cách ly cho bà con. Đối tượng bị bắt là Lê Thanh Phụng, sinh năm 2003, trú tại phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Hành vi của đối tượng này có dấu hiệu của tội sử dụng mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Sau lời tố cáo của bà H, một trong những nạn nhân của Phụng, thì lực lượng chức năng đã thu thập những manh mối, các đường link Phụng dùng để lừa. Và đến cuối tháng 9 năm 2021, đối tượng Lê Thanh Phụng sau đó đã bị bắt giữ. Số tiền lừa đảo ước tính gần 8 tỷ đồng. Sáng ngày 3 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Duy Khánh, sinh năm 1990, trú tại xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lấy lý do cần tiền sửa nhà cho chị ruột, Khánh đã liên tục mượn bà Nguyễn Thị Niệm hơn 960 triệu đồng để nạp vào tài khoản chơi bạc trên trang web là W88. Không liên lạc được với Khánh, bà Niệm đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an An Giang tố giác Khánh. Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với ông NTT, 43 tuổi, người địa phương, số tiền là 10 triệu đồng ngày 2 tháng 10 về hành vi không chấp hành quy định phòng chống dịch. Ông T là tài xế xe chở hàng hóa theo luồng xanh tuyến từ Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại.
Theo đúng luật, ông Tê chỉ được ở lại Đà Nẵng trong vòng 12 tiếng. Tuy nhiên, ông Tê đã ở nhà đến ngày 30 tháng 9 nhưng không khai báo với chính quyền sở tại. Ngày 30 tháng 9, người đàn ông 43 tuổi đến phòng khám để xét nghiệm thì có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 22 giờ tối ngày 2 tháng 10, tổ tuần tra kiểm soát của đội cảnh sát giao thông số 6 làm nhiệm vụ đảm bảo giao thông trên tuyến Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng phát hiện 10 người đi từ hầm đi bộ lên xe khách biển kiểm soát 29B-60006 đang dừng đổ ở lề đường nên đã tiến hành kiểm tra. Cảnh sát phát hiện trên xe giường nằm có 10 hành khách đi từ Hà Nội đến Nghệ An, Hà Tĩnh. Cả 10 người đều không xuất trình được giấy xét nghiệm âm tính COVID-19. Tổ công tác đã bàn giao lại cho phía công an phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy để tiếp tục điều tra làm rõ. Trung tâm cấp cứu hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân COVID-19, Bệnh viện Phổi tỉnh Hậu Giang đã tiếp nhận thai phụ LTT sinh năm 1989 ở thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, mang bầu 40 tuần. Trước đó, chị T đã có kết quả dương tính với COVID-19. Kiếp trực tại Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Hội Chuẩn và sau đó tổ chức sinh an toàn, thành công cho chị T. Đây là trường hợp đã đẻ đầu tiên cho bệnh nhân COVID-19 tại tỉnh Hậu Giang. Thống đốc bang California cho biết tất cả học sinh ở California sẽ phải tiêm vaccine COVID-19 sau khi vaccine này được cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm phê duyệt sử dụng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Thống đốc của bang California là Gavin Newsom cho biết FDA cấp phép sử dụng vaccine COVID-19 cho trẻ em đến độ tuổi nào thì tiểu bang sẽ áp dụng quy định bắt buộc tiêm vaccine tới độ tuổi đó, bắt đầu từ đầu học kỳ mới, cả trường công và trường tư. Theo dữ liệu thống kê của Đại học Johns Hopkins, ngày hôm qua đã vượt mốc 700.000 người tử vong do đại dịch COVID-19, số liệu cao nhất thế giới hiện nay. Hiện, Mỹ đã trung bình đạt được khoảng 270.000 lượt tiêm chủng mỗi ngày, số liệu thấp nhất kể từ ngày 15 tháng 8 đến nay. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC Mỹ, Rochelle Walensky cho biết, chính quyền Mỹ đã thiết lập kế hoạch khẩn cấp để đẩy nhanh kế hoạch tiêm chủng, nỗ lực giảm tối đa tỷ lệ các ca nhiễm nặng nhập viện. Mỹ vừa tặng Việt Nam thêm 1.499.940 liều vaccine Pfizer-BioNTech nhằm ứng phó với COVID-19. Lô vaccine này được bàn giao thông qua cơ chế COVAX và về đến Việt Nam vào tối ngày 2 tháng 10. Số vaccine này tiếp nối 3 đợt trao tặng vaccine trước đó mà Mỹ dành cho Việt Nam với tổng cộng là 6 triệu liều. Tình trạng thiếu điện những ngày qua ở Trung Quốc đang ảnh hưởng tới cuộc sống của nhiều hộ gia đình. Có cả trường hợp bị kẹt trong thang máy do cúp điện đột ngột và buộc các nhà máy phải cắt giảm hoạt động sản xuất. Giá than tăng trở thành một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thiếu điện ở Trung Quốc. Ít nhất 20 tỉnh thành đã chiếm hơn 2/3 GDP của Trung Quốc đã áp dụng một số hình thức cắt điện. Bệnh viện Klaipeda tại thành phố cảng Klaipeda đã tiếp nhận điều trị một người đàn ông. Kết quả chụp X-quang của người này cho thấy dạ dày bệnh nhân chứa đầy những mẫu kim loại, trong đó có một số mẫu dài 10cm. Các bác sĩ tại Lithuania cho biết họ đã lấy ra 1 kg đinh ốc từ dạ dày của bệnh nhân. Bác sĩ Slepavicius cho biết người bệnh đã ổn định sức khỏe sau phẫu thuật. Ông này bắt đầu nuốt các vật kim loại từ tháng trước sau khi ngừng uống rượu. Ngày 30 tháng 9, Bộ trưởng Y tế Cuba cho biết, đến hết tháng 9 năm 2021, hơn 80% trong 11,3 triệu dân số Cuba đã được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19 nội địa. Tới nay, Cuba đã cấp phép cho 3 vaccine COVID-19 nước này tự phát triển là Abdala, Soberana 2 hoặc là Soberana Plus. Cuba đang đẩy nhanh chương trình tiêm chủng đại trà vaccine COVID-19 trên toàn quốc và đạt mục tiêu tiêm đầy đủ cho 90% dân số vào tháng 12 năm 2021. Chính phủ Thụy Sĩ cho biết sẽ tặng phiếu quà tặng cho người thuyết phục người khác đi tiêm ngừa COVID-19 nhằm gia tăng tỷ lệ tiêm chủng hiện còn thấp. Với mỗi người đi tiêm, người thuyết phục sẽ nhận được phiếu quà tặng mua hàng trị giá 50 franc Thụy Sĩ, tương đương với khoảng 53,68 USD. Người tiêm vaccine chỉ cần nêu tên người giới thiệu mình trước khi tiêm. Theo tờ Reuters, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đợi đơn kiện Twitter lên tòa án của quận Nam Florida, theo đó cho rằng công ty mạng xã hội đã khóa tài khoản của mình trước sức ép của các thành viên Quốc hội Mỹ. Ông Trump đã yêu cầu thẩm phán liên bang tại Florida buộc Twitter phải mở lại tài khoản bị khóa từ tháng 1 với lý do ông sử dụng những ngôn từ có thể kích động bạo lực. Chống dịch hiệu quả và việc tiếp cận sớm với vaccine đã giúp Singapore giữ được tỷ lệ tử vong ở mức thấp nhất so với trung bình thế giới, bất chấp việc ca nhiễm những ngày qua đều tăng 4 con số. Singapore báo cáo thêm rằng 2.356 ca COVID-19 trong ngày 2 tháng 10, nâng tổng số ca nhiễm từ đầu dịch vượt qua mốc 100.000 ca. Đây cũng là ngày đầu tiên ca nhiễm giảm sau 4 ngày tăng liên tục. Tổng số ca tử vong của Singapore từ đầu dịch là 107, tỷ lệ tử vong thuộc hàng thấp nhất thế giới. Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murasko vừa thông báo mọi rào cản trong việc đăng ký vaccine Sputnik V ngừa COVID-19 với WHO đã được giải quyết, chỉ còn lại một số thủ tục giấy tờ. Sputnik V là loại vaccine COVID-19 dùng rộng rãi nhất ở Nga, đã được hơn 70 quốc gia thông qua. Hiện WHO và Cơ quan Y tế châu Âu là EMA đang trong quá trình đánh giá. Điều này sẽ mở thêm thị trường cho vaccine Sputnik V và có khả năng sẽ nhập cảnh vào Mỹ. Trong ngày 1 tháng 10 vừa qua, Nhật Bản đã tiến hành dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp, nhưng không may mắn trong ngày đầu tiên, nước này đã có 1.447 ca nhiễm mới được ghi nhận trên toàn quốc. Số ca bệnh nặng giảm 154 ca so với hôm qua, còn 778 ca, có 34 ca tử vong. Nhiều người có lo ngại rằng việc số người ra đường tăng lên sẽ dẫn đến làn sóng dịch thứ 6,
nhưng một ý kiến cho rằng dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp là một phương án cứu vớt nền kinh tế. Tại tỉnh Kanagawa, cảnh sát vừa ra lệnh bắt giữ 3 đối tượng là 2 nữ 1 nam, là người Việt Nam về hành vi kết hôn giả nhằm mục đích gia hạn tư cách lưu trú. Hai đối tượng Bình và Sơn đã kết hôn từ khi còn ở Việt Nam, hiện đã có con và sinh sống tại tỉnh Kanagawa. Tuy nhiên, vào tháng 6 vừa qua, nghi phạm Bình đã nhờ một người phụ nữ Việt Nam khác là 53 tuổi có tư cách vĩnh trú ở Nhật thực hiện kết hôn giả với Sơn nhằm mục đích gia hạn tư cách lưu trú. Ba người đã bị buộc tội giả mạo thông tin để đánh lừa cục quản lý xuất nhập cảnh. Chính phủ Nhật Bản cho biết phản đối cuộc tập trận của các lực lượng vũ trang Nga dự kiến được tổ chức trong tháng 10. Báo Senkai Shimbun đưa tin, bài báo cho biết cuộc tập trận sẽ kéo dài từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 10. Chính phủ Nhật Bản tin rằng các quân nhân hải quân Nga sẽ thực hành phóng tên lửa ra ngoài khơi bờ biển Kurilsk thuộc quần đảo Nam Kurin, Nhật Bản gọi là vùng lãnh thổ phương Bắc. Trước tình hình Covid-19 kéo dài, sản lượng công nghiệp tháng 8 của Nhật Bản tiếp tục giảm trong bối cảnh khó khăn do tình trạng thiếu nguồn cung chip, linh kiện. Các nhà sản xuất ô tô lớn của Nhật Bản bao gồm Toyota, Nissan và Honda đã phải đối mặt với việc cắt giảm sản lượng kể từ cuối tháng 8 do tình trạng thiếu linh kiện có thể kéo sang tháng 10. So với các nước khác, việc phục hồi nền kinh tế sau đại dịch ở Nhật Bản đang kéo dài hơn. Theo khảo sát, các nhà sản xuất kỳ vọng sản lượng sẽ tăng 0,2% trong tháng 9 và 6,8% trong tháng 10. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Japan Daily Top News ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn dành thời gian quan tâm theo dõi. Chúng thành rất cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin ngày mai.